Ngoài khu vực khán đài, đông đảo người dân du khách còn tập trung trên các cây cầu hay dọc hai bờ sông Hàn để cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, đầy sắc màu của hai đội Canada-Pháp trên bầu trời Đà Nẵng vào đêm qua, ngày 10 tháng 6. Tại tuyến đường Bạch Đằng, gần khu vực bãi bắn cạn sông Hàn, tất cả đèn đều tắt khi pháo hoa được bắn lên bầu trời. Dòng người hòa vào những màn pháo hoa rực rỡ, có thể nói những hình ảnh này không thua kém gì mùa DIFF 2019, một thành phố du lịch sôi động đã trở lại. Nhiều du khách cho hay Đà Nẵng luôn là điểm đến mới mẻ, hấp dẫn nên muốn quay lại nhiều lần. Năm nay biết thông tin Đà Nẵng tổ chức lại lễ hội pháo hoa quốc tế nên tranh thủ sắp xếp công việc cùng gia đình đến du lịch tại thành phố cũng như xem pháo hoa. Với câu chuyện tình yêu được kể bằng ánh sáng của hai đội Canada và Pháp đã nhận được nhiều sự tán thưởng của du khách. Cũng đẹp hơn trên Facebook rất nhiều. Bạn đọc rất là đẹp, tuyệt vời. Ảo diệu. Đẹp, rất là đẹp, kiểu là cảm thấy có sao ta, không thể diễn tả được, kiểu là không nghĩ là sống trong cuộc đời lại có thể nhìn thấy những cái cảnh như thế. Mang chủ đề Thế giới không khoảng cách, đêm thứ hai của DIFF 2023 đã viết tiếp câu chuyện về một Đà Nẵng tươi trẻ, năng động, tiếp tục khẳng định thương hiệu đêm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.